với anh Dạ chị em trong diễn đàn Duy nhiều, rồi tại vì anh công việc kể cho cũng mọi nhiều. người nghe đi, anh cứ kể cho Nói mọi người chung nghe thì đi, không có hôm nay vậy qua đâu anh bay chị nước ơi, cái. rồi không có gì đâu. Dạ Không có chuyện mà làm nail 1 tháng mà mua 10 chiếc xe mặt xe đì như của gì đâu, không có đâu, làm gì dữ vậy. Nail làm nếu chung mà nail á, mấy người leo tôi cũng có mấy người bạn họ làm nail 1 tháng mà giỏi lắm, chừng 3.000 là làm giỏi á, họ phải làm dữ lắm. Còn mà làm siêng năng nữa, họ làm giống như 7.000 tầng, làm đầu tắt mặt tối, hỏi chứ làm kia họ chia ăn chia mà 64 73, rồi còn không thì nếu mà thợ giỏi quá thì nó làm mail rồi nó đòi trả lương, nói chung đủ cách đủ kiểu à, không có dữ gì đâu. Mấy ông Việt kiều Mỹ thì nổ dữ lắm, nó trong đời sống ở bên Mỹ mà, thì nó là một cái hiệp chủng quốc, nó đa dạng, nó muôn hình, nó là một cái quốc gia nhiều văn hóa trong đó, cả trên hơn 180 quốc gia sống ở chơi, dân tộc mà, những cái mà gọi là những cái dân tộc đó, mà họ sống ở trên đất Mỹ, mà không có cái chuyện mà làm thắng 1 tháng mà mua được 10 chiếc mặt xe đi, không có chuyện đó đâu. Cái chị hồi nãy chị nói rất là thực tế đó, chị nói rất là thực tế, mặc dù chị ở châu Âu, tại vì châu Âu với lại Bắc Mỹ này nó cũng giống giống nhau thôi, tại của mấy người da trắng mà, nó là từ mấy người da trắng ra thôi, và cho nên cái thể chế của nó và cái cách thống trị của nó cũng giống giống nhau, nó không có cái gì mà đi xa quá đâu. Nó chỉ có thể nó xa quá thì nó chút cái là nó chỉ thằng Mỹ thì nó có là hiệp chủng quốc, thằng Pháp thì nó có một cái quốc gia rõ ràng nó từ bao ngàn đời rồi, thì nó chỉ có vậy thôi, cái cách thống trị của nó khác. Nè, còn bên Mỹ mà đâu đâu nổ, cái đó là nổ quá, cái đó nói vậy thì nguy hiểm, nói vậy thì rất là nguy hiểm, mình nói cái gì cho nó vừa phải. Ông Mà bên mua một chiếc cái Mercedes đó bên này nói một chung giống khủng luôn cũng phải cài, cũng phải trả góp. Ở bên Việt Nam như Duy đồ mua là thấy tiền mặt. anh, cái đó là quăng giống khủng luôn á chứ không phải là nổ nữa. Cho nên cuộc sống mà Mỹ người ta thực tế lắm, thì mấy ông mà Việt kiều Mỹ thì đa phần này họ không có chịu giống như là an phận đó, lúc nào cũng muốn bày tỏ ta đây là hơn người dân trong nước, rồi nổ tầm bậy tầm bạ, nói cái gì cũng vừa vừa, nói quá người khác người ta biết được, người ta coi người ta cười mình chết. Giống như cái chị hồi nãy chị nói đó, à, chị ở bên Pháp chị nói vô cùng thực tế, cuộc sống mà mình đừng có nổ như vậy, nó đâu có hay gì đâu. Tại vì thời buổi giờ mà như giờ Duy giờ nói thiệt, nói giờ Duy muốn đi Mỹ, Duy dễ ợt à. Tại giờ Duy có cơ sở làm ăn, anh chỉ viết lá thên mời Duy qua đây chơi thôi, là trong Dạ đúng vòng rồi anh. 3 tầng, là trong vòng 2 tầng là Duy đi, trong vòng Dạ 2 cái tầng đó là nó Duy đúng đi á. à. Tại anh viết lá thên Mấy đối mời, tác em tôi cứ có thằng mời đi em hoài mà em kết nghĩa vậy đó, cứ tôi đi. mời nó qua, Dạ là hợp lý. Duy đi là tại Tại vì vì giờ Mỹ giống á, như nó biết chắc chắn rằng á, cái cơ ngơi của em ở Việt Nam, em có tài sản ở Việt Nam, không có lý do gì em qua bển làm tị nạn, đúng em gọi là ở lậu bển á. Không có lý do gì mà ở lậu á. đúng Gia rồi đình cũng còn Việt Nam. đúng rồi đúng rồi, nó Còn ví dụ biết như độc nhận, thân nó biết nha, những người này người ta ở đi. xin đi xin visa mà cái mạng độc thân mà không có tài sản á, khó xin lắm, tại vì nó sợ bà đã luôn. Đúng, qua bên đây ở luôn, qua đây rồi cái kiếm công việc rồi làm ở bên này luôn vậy đó. Còn như Duy đi dễ lắm, những người nói chung mấy cái giới trẻ trẻ bây giờ cha mẹ đứng có tiền bảo lãnh nó đi qua đây học thiếu gì, nó học ở trung cấp á, phổ thông á, nó học phổ thông cơ sở rồi đó. Nó học lớp 9, lớp 10 rồi đó. Tụi nó qua nó học high school á, nhiều lắm, rất là nhiều, chứ nó đâu còn như ngày xưa đâu. Còn những cái người mà giống như họ đi mà họ có tính cách mà gian lận á, thì Mỹ nó không cho, tại là vô vậy nó làm loạn cái thị trường của Mỹ, rồi nó còn phải có cái sự rõ ràng đâu qua đó nhập cư vô Mỹ vậy. Ví dụ như giờ Duy bỏ cái 500 ngàn là vô nước Mỹ Duy mua cái nhà hay gì đó, là Dạ đúng rồi. nó cho Duy, Ừ. nó cho Duy thẻ xanh luôn á, ông Cái Trump, đó đầu tư. tại vì Dạ. nó kêu cầu, nó kêu gọi cái người ở nước ngoài vô mà vô để đặng đầu tư trong quốc gia của nó mà. Thằng Dạ. Mỹ nó sống nó nhờ cộng đồng thế giới mà. Mà sao Còn cái tự nhiên chuyện Mỹ mà á, Mỹ nó kêu gọi đầu tư á thì mấy ông nội bên kia không chửi. Mà Việt Nam kêu gọi đầu tư á, mấy ông chửi là sao anh lại mình? Kỳ vậy? tại vì đa số cái người Việt của mình đó, họ ở bên Mỹ đó, họ không dám đụng đụng vô chính quyền chính sách của Mỹ, đụng vô chính sách của Mỹ là Mỹ nó quất liền, tại đụng vô vậy là xâm hại đến quyền lợi của Mỹ,
cho nên người Việt của mình có Vậy đó, mà theo anh lúc gọi là nào công cũng nhà nói là tài nhân trợ, quyền. cái đó Vậy gọi mà là lúc công nào nhà cũng nói tài nhân trợ. quyền. Nhân quyền thì mình không đụng nhưng mà đụng chứ. Nước này do dân làm chủ có thì mấy mấy bạn phải có quyền đụng vô chính sách của Mỹ chứ. Còn mấy bạn không quyền đụng vô chính sách của Mỹ, tại sao mấy bạn lại nói là nước Mỹ của Cao, nước Mỹ của tôi làm chủ được? Nó mâu thuẫn thôi. Họ chỉ ăn hiếp những người Việt Nam thôi, nói chung là những người mà Việt kiều Mỹ mà chống phá đất nước, họ chỉ ăn hiếp những người Việt Việt Nam mình thôi. Với lại cái họ chỉ ăn hiếp vậy thôi, chứ đụng đụng vô phái bộ ngoại giao của Mỹ là chết đấy. Thằng như thằng Lê Phúc Tấn đó, lúc mà phái bộ ngoại giao của Mỹ đi qua Mỹ, nó hùng hồn nó nhảy ra là cảnh sát Mỹ kia đó bắt nó, là coi như bỏ tù nó đó, là nó phải đi xin tiền cộng đồng để đặng mà bảo lãnh đó. Đụng vô tới Mỹ là nó lụm liền à. Mỹ là nó đâu có đó lắm, tại vì giống như trong cái cộng đồng người Việt, của người Việt mình nói tiếng Việt rồi, nhiều khi nó phức tạp, rồi nó đụng vô nó phải điều tra rồi này kia, chừng nào ai tố giác thì nó mới cái gì đó sai phạm thì nó mới nhảy vô nó giải quyết thôi. Mỹ mà nó là Hiệp Trung Quốc mà, nói chung là vậy. Vậy thì bên Mỹ bây giờ nó có cái sự kiện liên quan tới người Việt đó là trục xuất 8.000, hơn 8.000 người, hơn 8.000 người người Việt về nước á, thì góc nhìn của anh sao về Ừ. sự kiện này anh? 8.000 người này nó đúng là hơn nữa, ông Trump ổng muốn hơn nữa, nhưng mà cái số 8.000 người theo kênh trực kiện đó là những thành phần, là thành phần phạm tội, đại đa số là những thành phần phạm tội bên Mỹ, mà Mỹ nó đã tước thẻ xanh rồi, những thành phần này mới qua nó quậy quá đó thì bị tước thẻ xanh, cho nên phạm tội thì bây giờ Mỹ nó gần như là nó nhốt lâu năm quá rồi, rồi nó thả lỏng rồi, nó dùng cái kiềng, nó kiềng vô giò đó, cái GPS đó, nó kiềng giò rồi nó quản lý vậy thôi, đi đâu thì phải báo Ủa cáo đó. anh dùng cái từ kiềng vô giò là sao anh? Cái đó nghĩa đen nghĩa bóng em chưa hiểu cái Kiềng có cái kiềng, nó kiềng vô giò là cái cục điện tử á, cái GPS á, cái người đó đi đó. đâu là nó monitor, là nó theo dõi, Ủa theo lợi dõi hại người đó vậy đi đâu, giống như ta? Quá hả. lợi hại vậy. Bên Việt Nam Ừ, chưa có đó Mỹ không nó quản hả? lý, Mỹ nó quản lý Ghê. tù mà tù lỏng đó, nó cho về nhà mà mình làm, nhưng mà nó gắn cái kiềng vô cái chân á, nó gắn mà chỉ có cảnh sát mới mở được thôi. Ừ, Ủa sao mình mở là nó anh bị lại mình anh là không đeo cái phone giống như là đợt trước cho nó dễ nghe anh, bữa nay cái tiếng anh nó vọng quá, cái tiếng anh nó bị giật giật thì sao á, nghe không có rõ. ừ chắc cái tại cái mạng của anh nó hơi, giờ này anh xài cái wifi nó hơi yếu á. Nói Vậy thì chung Mỹ bây giờ nó quản xiến cái gì, nó quản xiến kỹ lắm mà Duy ơi. Còn 8.000 người này mà bị trục xuất về Việt Nam đó, bây giờ nhà nước Việt Nam mình cũng quan ngại về vấn đề mà nhận mấy người này, tại vì họ là những thành phần gọi là tù mà phạm tội, rất là Mỹ nó không còn cái sự, nó không còn để cải tà quy chánh nữa đó, nó không còn để đặng cho mấy người này hoàn lương nữa đó, họ cứ tiếp tục hoài à. Tội của họ giờ xử, giờ nhốt họ đó rồi giờ trục xuất thôi. Bên xíu phía Việt Nam mình ngại, chưa có muốn, cũng qua rồi cũng đòi ông Trump vừa rồi, ông cũng muốn là phải trục xuất, nhưng mà Việt Nam mình cũng hứa 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 vậy thôi, mình gọi là mình delay á, mình giống như là mình làm cái thời gian nó dài ra. Chứ nhận chi cho khổ anh, đúng không? Đúng rồi, đúng Khổ rồi, với đúng mẹ. rồi, Ủa vậy mình nhận cho em tám. hỏi anh ơi, vậy là 8.000 người đó đó hiện tại người ta vẫn hưởng chính sách welfare của Mỹ anh, tức là Mỹ vẫn phải đang nuôi Không đúng không? không nói chung mấy người này họ sống cũng vất vả lắm. Không có được welfare luôn anh. Không, đâu có được bao nhiêu, không có được bao nhiêu đâu, không có được. Họ là tù lỏng mà, họ là tù lỏng mà họ sống cũng vất vả lắm, họ sống như người mà gọi là người mà sống ở xứ người ta mà không có cái giấy tờ hợp lệ gì hết trơn á, họ không đi đâu được, cho nó tước hết rồi, nó tước hết. Đa số những nhóm này trong cái nhóm con lai rất là nhiều. Thực sự nhiều anh nói cái chữ con lai, khi nó đụng chạm tới một số người khác, phải không? Đa số cái nhóm trong này thì đám con lai, cái thành phần con lai cũng hơi hơi bị đông á. Thì tức là Tại con vì lai thì là con của một người Việt với một cái sắc tộc khác thì là con lai đúng không? Thì cuộc sống thì nó bị dướng vào cái giống này rất là nhiều. Tại anh theo anh biết rồi, cái những cái đợt đầu á, những cái nhóm mà con lai mà họ qua bên Philippines á, họ quậy cũng nát nước luôn. Họ quậy dã man, họ quậy long trời lở đất bên Philippines mà. Cái nỗi mà thằng Philippines mà nó còn phải sợ. Rồi sau này nó đưa thẳng vô Mỹ luôn. Tụi nó quậy dữ lắm.
nó quậy khỏi phải nói luôn. Nói chung là cũng là tội phạm, nhà Mỹ nó trục xuất mà giờ mình Việt Nam chưa nhận nên nó treo 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 hoài. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là hồi hồi ông Clinton đã đưa ra rồi, hồi mà hồi mấy ông trước, nhưng mà ông tới ông Trump lên thì ông làm mạnh, ông làm mạnh lên. Tại vì mấy thằng thành phần này nói là nó không được hưởng được cái phúc lợi xã hội tại vì nó bị tước giấy tờ rồi. Dạ. Thì nó bị mất quyền công dân rồi. Hôm nay anh khỏe không? Cái cuộc sống của anh nó thế nào? Cũng bình thường, anh bận rộn công việc cũng bình thường. Thì thôi hỏi thăm anh vậy thôi, chứ Việt Nam cũng khuya lắm rồi. Dạ. Rồi thôi để Duy ngủ, anh cũng nói chuyện gấp rút rồi để Duy nghỉ. Dạ dạ. Hỏi thăm anh. Ok thôi, chào Duy, anh chị em các bạn trong diễn đàn có dịp khác nói chuyện nhiều hơn. Dạ dạ rồi, chào anh, cảm ơn lời mình, chúc anh sức khỏe. Quậy như thế nào? Trời đất ơi, quậy là trai gái rồi đẻ ra con lai đó ba. Gì cũng hỏi nữa. Anh Lợi Minh anh nói chữ quậy mà mặt anh đỏ rồi là mình phải hiểu là quậy cái đó đó. Khổ mày ghê, khổ ác thiệt. Rồi đọc báo đi ông nội. Có tình hình Syria vô đây hỏi mới chịu chứ. Bên Pháp cũng khó sống nhỉ. Ở đâu cũng khó sống mà. Ở đâu cũng khó sống, nước mình dễ sống nhất. Giống như hồi đó bên Mỹ đó bạn, cuộc nội chiến bên Mỹ á, miền Bắc á, người ta thả nô lệ ra, xong rồi người ta cho nô lệ đi lính, lợi. Thì bây giờ mình có nên nhận người đó, những người đó về rồi cho những người đó đi canh đảo không ta? 8.000 mấy người mà đi canh đảo ở ngoài Hoàng Sa cũng hơi đông quá nha. Trường Sa chứ. Nó bán đảo. Bán đảo mới bán luôn mấy đảo còn lại hả? Cho 8.000 người đó người cầm cây cờ. Trung Quốc có thấy cờ mình đông mà. Dạ bây giờ anh chúng mình ngủ nè. Rồi nó đòi đi khai luôn. Cười chết quá. Cho ra gạt ma làm vòng tròn bất tử hả? Mà tụi Việt Nam sáng làm tối thức khuya đếm tiền thì phải đếm tiền coi ngày mình kiếm được nhiêu chứ không nổi. Đếm tiền ông cũng chửi nữa, làm phải đếm tiền coi tháng kiếm được nhiêu gì. Coi chừng giống như New Zealand đó anh Duy. Ủa là sao mày? Coi chừng giống New Zealand. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Ủa mới đọc bài thơ đó rồi mà. Mới đọc bài thơ đất nước mình ngộ quá phải không anh? Giờ muốn nghe lại nữa phải không? Sao giờ muốn nghe lại đất nước mình ngộ quá phải không anh nữa hả? Nhớ bài đọc rồi mà. Có một xấp tiền đếm đi đếm lại, bạn nói gì bạn không hiểu rồi mẹ. Nói chung á thì đếm tiền nó phải có nghiệp vụ. Nhiều khi mình chia sẻ các bạn, bạn nói mình láo. Nhưng mà tiền á thì phải chia theo từng cái mệnh giá, đúng không? Cọc tiền như này bạn. Nói ra xin lỗi mình chị em làm trong ngân hàng nha. Mệnh giá tiền á là một mệnh giá tiền nó phải là 100 tờ. Đúng không? Ví dụ như bây giờ dưới ít tiền quá, chứ mà ví dụ như nhiều tiền đi, là ví dụ như giờ này có hai cọc đi mà 11 có tới 10 cọc á thì cọc dây thun phải cọc như vậy nha, cọc dây thun phải cọc như vậy nè là chứng tỏ là tiền đã được đếm rồi. Còn nếu mà ví dụ như cái này đi, trong cái đống tờ này đó, trong cái đống tờ này
mà tiền các bạn chưa đếm xong, tức là trong đây nó không đủ 100 tờ đó. Không đủ 100 tờ bạn phải đếm như vậy. Tức là cái đầu tiền này bạn phải kẹp đây vậy nè. Báo hiệu là cái này không đủ. Để cho vợ bạn sau này biết cái này không đủ lấy ra xài, còn tiền nguyên nó để lại. Đúng không? Cột như vậy. Đây, tiền là tiền chưa đủ. Vợ lấy đi chợ, còn tiền đủ rồi thì mình để dành mình cất tủ. Giả sử có 10 cọc thì 5 cọc nó nằm đầu bên đây, xong rồi 5 cọc kia lật ngược trở lại, xong rồi ràng cái thun hai đầu. Đó. Còn đếm tiền chạy vô máy phải chạy 3 lần. Ta chạy hồi đó thầy giáo dạy chạy 2 lần thôi, còn Duy thì Duy chạy 3 lần cho chắc cú, nhiều khi nó bị dính dính á, đi ra ngân hàng đếm lại nó bị lộn. Nên vụ gì chứ bạn nãy bạn nói là Duy cũng đồng ý, tiền bạc phải cẩn thận đúng không? Mình là người lớn, thí dụ như bây giờ bạn nghĩ sao cọc tiền là đếm không kỹ, đi ra ngân hàng nộp vô ngân hàng nó đếm 99 tờ, cái nó nhìn mình sao bạn, nó nói anh Duy tính đếm đẻo em à, anh Duy tính nộp đẻo em à, anh Duy có 99 tờ anh Duy nộp, anh Duy khai 50 triệu mất mặt lắm mày. Nên riêng cái gì á, Duy chia sẻ cho các bạn này, tiền bạc phải đếm rất kỹ, số 1. Số 2, khi mà đụng chạm tới vấn đề tiền bạc á, phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Nó có rất là nhiều người mất tình bạn khi mà tiền bạc đó nha các bạn. Khi mà nó mượn tiền mình á, thì nó quỳ nó mượn, mà khi mình đòi tiền nó đó thì mình quỳ mình đòi, mà chưa chắc nó trả nữa, khổ. Nên đó, ví dụ như bây giờ nói cho một khía cạnh rộng lớn nữa đó, là khi mà bạn có gia đình, bạn làm trụ cột gia đình đi, cái nhà của bạn á nó phát triển hay nó gọi là nó nghèo hay nó khổ đó cũng là do cái cách mà các bạn sử dụng đồng tiền. Thí dụ bạn sử dụng đồng tiền nó hợp lý thì nhà bạn sẽ ăn nên làm ra, nhà bạn giàu. Còn bạn xài đồng tiền nó bất hợp lý á thì nhà bạn nó sẽ nghèo nha. Mà cái chuyện mà xài đồng tiền như thế nào là hợp lý, như thế nào là không hợp lý thì nó tùy vào thuộc vào từng gia đình. Ví dụ tiền tài sản hợp lý nè, hai đứa nhỏ chuẩn bị cưới nhau, hai đứa nhỏ chuẩn bị cưới nhau nha, rồi xong rồi cái tổ chức đám cưới cho nó hoành tráng vô, hai bên đi mượn nợ tổ chức đám cưới cho nó hoành tráng vô, xong rồi tới ngày đám cưới trời mưa khách đi ít đúng không, tiền mừng không được nhiều cả, xong rồi cái lỗ sặc máu luôn, hai vợ chồng về ôm đóng nợ, cái đó là không hợp lý, không hợp lý. Còn như vậy hợp lý nè, làm nhỏ nhỏ thôi, mời thằng nào bạn thân thì mời, bạn giao lưu bạn sàm sàm khỏi mời đó, tổ chức đám cưới cho chi phí ít lại để cho cái tiền mừng đó, nó đủ trả cho cái tiền bàn, rồi tiền hồi môn hai bên đó, hai vợ chồng lấy vốn làm ăn đó, lấy vốn làm ăn. Trong khi mình chưa có cái nhà thì đừng bao giờ mua cái xe ngon, chia sẻ các bạn chút đỉnh nha. Đương nhiên là trong cái vấn đề này mấy anh chị em lớn tuổi là già hơn Duy rất nhiều rồi, Duy không cần phải nói, nhưng mà có mấy bạn trẻ nhưng khi mình chưa hiểu đúng không, khi mà bạn chưa có cái nhà đừng bao giờ bạn mua cái xe ngon, bạn chưa có nhà đừng bao giờ bạn mua xe hơi, chưa có nhà đừng bao giờ mua SH đúng không, đi gặp khách hàng đi AB đủ rồi, cái nhà là cái quan trọng đúng không, cái nhà là cái cực kỳ quan trọng, rồi sau đó mới tới cái xe, cái đó là một trong những cách xài tiền hợp lý. Ok thôi, nó còn nhiều vấn đề về tiền lắm, bạn phải nói vậy thôi em.